Người đàn ông này là Mạc Cảnh Khiêm, chủ tịch của tập đoàn Mạc Thị, giúp cô dâu thay giày trong ngày cưới, bất ngờ phát hiện cô dâu là giả, hóa ra một tháng trước đại tiểu thư của tập đoàn An Thị, An Thi Tuệ đột nhiên bị bệnh nặng mà qua đời. Vì liên hôn cho An Thị nên đành để cô em gái sinh đôi An Thi Ninh thay thế. Ngay khi An Thi Ninh vừa thay váy cưới xong, tổng tài lại bước vào để thăm cô dâu của mình. An Thi Ninh chào anh, Mạc Cảnh Khiêm ôm An Thi Ninh vào lòng và nói rằng sẽ không xa nhau nữa, bởi vì An Thi Tuệ là một vũ công ballet xuất sắc mặc cảnh khiêm tâm lý tặng cho cô một đôi giày ballet cao cấp an thi ninh chỉ có thể giả vờ rất thích thấy sự bất thường của cô mặc cảnh khiêm cũng không nghĩ nhiều anh nghĩ cô vừa bị bệnh nên mới thế nhưng khi tổng tài giúp an thi ninh thay giày cao gót cuối cùng anh cũng nhận ra có gì đó không ổn khiêu vũ trong nhiều năm ngón chân bị biến dạng của cô đã đi đâu rồi an thi ninh thấy mặc cảnh khiêm nghi ngờ mình cô không còn cách nào khác nên phải nói với anh sự thật chị gái cô đã qua đời cô là an thi ninh nghe tin an thi tuệ qua đời mặc cảnh khiêm rất đau lòng không ngờ nhà họ an lại dám dở trò lừa đảo hôn nhân như vậy tức giận kéo an thi ninh đi đến trước mặt bố mẹ hai bên vạch trần tất cả bất đắc dĩ bố mẹ an vừa khóc vừa nói thi tuệ đã thực sự qua đời để thi ninh thay thế cũng là một nước đi bất lực đối mặt với lợi ích gia đình bố của mạc nói rằng chuyện có thể bỏ qua được bởi vì dù là thi tuệ hay thi ninh họ đều là tiểu thư nhà họ an danh chính ngôn thuận nhưng mạc cảnh khiêm không đồng ý đối mặt với lời đe dọa của bố mạc bất đắc dĩ cả hai tổ chức đám cưới trước sức ép của bố mẹ hai bên không có niềm vui trên khuôn mặt của họ hôn nhân không tự nguyện khiến cả hai đau khổ đến mức uống say an thi ninh trong đêm tân hôn nói trong lúc say rằng ước mơ của cô là diễn xuất một ngày nào đó cô sẽ thoát khỏi đây cả hai nói chuyện qua lại vẫn chưa có hồi kết an thi ninh là con gái thứ hai của gia đình họ an kết hôn vì lợi ích của gia đình bị ép cưới thay chị gái song sinh đã chết biết được rằng cô dâu là giả mặc cảnh khiêm cảm thấy mình bị lừa anh muốn trả thù an thi ninh trong đêm tân hôn anh vẫn gọi tên an thi tuệ sau khi tỉnh dậy thấy đó là an thi ninh đuổi cô ấy ra khỏi giường anh sẽ cho cô trải nghiệm làm con dâu nhà họ mặc như thế nào khi hai người ăn sáng vào ngày hôm sau mặc cảnh khiêm chắn ghét nhìn cô nhìn thế nào thì an thi ninh cũng không bằng một nửa an thi tuệ thế là anh mỉa mai nói cô kết hôn với anh với tư cách là an thi tuệ vì vậy cô chỉ có thể là an thi tuệ sau đó anh bắt đầu huấn luyện cô thành an thi tuệ khi học cắm hoa an thi ninh thấy hoa giả được sử dụng chỉ tình cờ hỏi tại sao anh lại cho cô cắm bằng hoa giả mặc cảnh khiêm chỉ trả lời là vì cô là giả đối mặt với sự căm ghét của mặc cảnh khiêm cô không nói nên lời cô đã phải tập cắm hoa nghiêm túc khi cô đặt bình hoa xuống nhưng mặc cảnh khiêm nói đó là rác rưởi an thi ninh chỉ có thể trơ mắt nhìn anh giận hờn cầm hoa bỏ đi sau đó anh cho cô tập đi giày cao gót nhưng thấy cô bước đi vụng về lúc này an thi ninh đột nhiên cảm thấy đau đầu ngã xuống nhưng mặc cảnh khiêm vẫn kêu cô tiếp tục an thi ninh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục luyện tập bạn thân xót xa khi thấy an thi ninh chân bị bong gân vì vậy cô đã thuyết phục cô để cô rời khỏi nhà họ mặc tất nhiên an thi ninh không thể đùa giỡn với cuộc hôn nhân gia tộc này điều này quá quan trọng đối với an thi ninh vì vậy cô phải chịu đựng nó không thể bị nhà họ mặc đuổi ra ngoài vào nửa đêm mạc tử khiêm nghe thấy một giọng nói bên ngoài vì vậy đi ra ngoài và kiểm tra mạc tử khiêm sửng sốt khi nhìn thấy an thi ninh bên ngoài đang chăm chỉ luyện tập và nói với mạc tử khiêm cô sẽ không bao giờ thừa nhận thất bại buổi sáng ngày hôm sau khi an thi ninh mở cửa và nhìn thấy máy tính và giày ba lê được đặt ở cửa khi cô bật máy tính nó chứa đầy những mẫu nhảy múa ba lê của chị gái cô. Vì vậy cô đi giày khiêu vũ và mặc váy của chị gái mình đi đến phòng đào tạo. Mặc tử khiêm bảo cô phải nhảy giống An Thi Tuệ. Mặc dù An Thi Ninh đang học mọi động tác một cách nghiêm túc. Nhưng cô chưa bao giờ thích múa ba lê từ khi còn nhỏ và đã thất bại. Vì vậy cô đã bị mặc tử khiêm chế giễu một cách tàn nhẫn mắng cô ngu ngốc. Cô không bằng một nửa An Thi Tuệ. An Thi Ninh đối mặt với sự mỉa mai càng khiến mọi thứ trở nên khó khăn. An Thi Ninh cảm thấy rất có lỗi. Vào buổi tối bạn thân nói với An Thi Ninh rằng an thi ninh đã nhận được lời mời thử giọng từ trường quay nhìn thấy những giấc mơ của cô trước mặt mình và nghĩ đến việc mặc cảnh khiêm không có tình cảm với mình thế là cả hai quyết định lẻn ra khỏi nhà họ mặc nhưng chưa đi được bao lâu thì đã có người phát hiện cô gái an thi ninh lấy chồng vì liên hôn gia tộc bị ép gả vào một gia đình giàu có để thay cho người chị gái đã chết của mình mặc tử khâm đã biết sự thật sau khi kết hôn anh làm nhục và hành hạ cô bằng mọi cách có thể an thi ninh không thể chịu nổi đã lên kế hoạch trốn khỏi nhà họ mặc nhưng đã bị mặc cảm khiêm bắt lại anh liền đe dọa cô nếu cô ra khỏi nhà này sẽ làm cho gia đình họ an không còn chỗ đứng bạn thân bất lực đành cầm thư mời thử giọng đưa cho mặc cảnh khiêm nhưng anh khinh thường nhìn nó và nói những lời mỉa mai cô nghe những lời mỉa mai của mặc tử khiêm an thi ninh vì gia đình mà đã bất đắc dĩ phải xé bỏ ước mơ làm diễn viên của mình nửa đêm mặc cảnh khiêm đang định đi tắm trong phòng nhưng đột nhiên mất điện điều này làm anh sợ hãi hóa ra anh là người mắc chứng ám ảnh bóng tối khi an thi ninh đã nghe thấy giọng nói nhìn mặc tử không cuộn tròn trên mặt đất cô lên hỏi thăm anh sau khi biết anh sợ bóng tối sau đó cô đưa anh đến phòng cầu giao điện mặc cảnh khiêm nghiêm túc nhìn cô anh phát hiện ra rằng cô có một khía cạnh khác rất tốt nhưng vào lúc này an thi ninh đột nhiên nhớ đến anh an thi ninh thấy mặc cảnh khiêm đang ngồi bên ghế sofa cô không thể chịu được khi thấy anh ấy sợ hãi kể chuyện cười để an ủi anh cứ như vậy mặc cảnh khiêm nghe chuyện cười vô tình tựa vào người cô mà ngủ cô đã nghĩ mối quan hệ giữa hai người sẽ tốt hơn không ngờ vào ngày hôm sau anh nảy ra ý định đưa cô vào giới giải trí để anh có thể dễ dàng ly hôn với an thi ninh sau đó anh nói với an thi ninh anh đồng ý với cô để đi quay phim an thi ninh không biết sự thật vui vẻ đến đoàn phim nhưng mạc tử khiêm không biết rằng quyết định này sẽ khiến anh hối hận về sau tổng tài mạc tử khiêm vì để có thể ly hôn với vợ mới cưới đã khiến cô bước vào làng giải trí và muốn cô dính vào những vụ bê bối để thành công trong việc đuổi cô ra khỏi nhà họ mặc an thi ninh vui vẻ đến đoàn phim mà không hề hay biết nhưng lúc này đệ nhất mỹ nữ phách tinh đã đóng vai chính trong bộ phim này nhưng bây giờ không muốn đóng phim vì vậy đạo diễn đã yêu cầu an thi ninh với nam thần quốc dân thử vai không ngờ màn diễn thử này của hai người lại hay đến bất ngờ và vai chính trực tiếp đổi thành an thi ninh phách tinh đã nghe tin vội vàng chạy đến năn nỉ cho cô ta được diễn lại nhưng đạo diễn một mực không đồng ý và nhờ người mang trang phục của cô ta đến cho an thi ninh liền thông báo với cô ta rằng nữ chính đã được thay thế cho an thi ninh kể từ khi an thi ninh trở thành vai chính nghiêm túc luyện tập lời thoại mỗi ngày mặc cảnh khiêm nghiêm túc nhìn cô làm việc từ từ bị cô ấy thu hút để tiết kiệm thời gian an thi ninh ở lại đoàn phim điều này khiến mặc cảnh khiêm quen với sự có mặt của cô đột nhiên hơi khó chịu phách tinh vì ghét an thi ninh khi quay phim đã tát an thi ninh thật mạnh vào mặt mặc tử khiêm đến đoàn phim tình cờ nhìn thấy cảnh này anh tức giận nói với trợ lý của mình chấm dứt hợp đồng với phách tinh khi cô ta hết hạn nhìn thấy an thi ninh quay một cảnh quay trong mưa lớn ngâm trong nước trong một giờ ngưỡng mộ ngay sự chuyên nghiệp của cô nhưng nhiều hơn là cảm thấy tiếc cho cô sau đó bảo trợ lý đi lấy một ít quần áo giữ ấm nước uống và thức ăn đem đến An Thi Ninh, nhưng bảo trợ lý là không nói anh đã đến đây để được gặp An Thi Ninh thường xuyên. Mặc cảnh khiêm bí mật chuyển đến khách sạn do đoàn làm phim sắp xếp, thật bất ngờ An Thi Ninh đã phát hiện. Vì vậy cô đã gọi cho và trêu chọc anh nói rằng anh đi theo mình, anh nói anh đến đây để kiểm tra một dự án, hôm nay An Thi Ninh có cảnh quay trên không. Mặc cảnh khiêm lo lắng đến gặp cô kiểm tra lại rất nhiều lần, nhưng cô không biết rằng Phách Tinh đã rất ghét cô vì cô đã lấy đi vai nữ chính của cô ta và phách tinh đã dở trò với sợi dây của an thi ninh nhưng an thi ninh không biết cô ta đã dở trò vừa mới bay đã ngã xuống thật mạnh sau đó cô được đưa đến bệnh viện thật bất ngờ bác sĩ nói với mạc tử khiêm một tin buồn não của an thi ninh bị ảnh hưởng nghiêm trọng cô sẽ rất khó để tỉnh dậy mạc tử khâm đã rất đau lòng sau khi nghe điều này và anh đã chăm sóc an thi ninh cẩn thận đợi cô ấy thức dậy bất ngờ bố mẹ nghe tin vội vã đến bệnh viện và bảo anh ly hôn với an thi ninh ngay lập tức cứ nghĩ anh sẽ đồng ý ngay nhưng không ngờ anh đã yêu an thi ninh mất rồi Người đàn ông này là Mạc Tử Khiêm chủ tịch của tập đoàn Mạc Thị, thực sự đã yêu cô vợ nhỏ giả của mình, nhưng vì một tai nạn An Thi Ninh đã biến thành người thực vật. Sau khi bố mẹ Mạc biết được, họ không muốn An Thi Ninh kéo con trai tôi xuống đề nghị anh ly hôn, nhưng lúc này Mạc Tử Khiêm đã yêu An Thi Ninh anh không đồng ý với bố mẹ. Kiên trì ở bên An Thi Ninh mỗi ngày và đợi cô tỉnh lại, An Thi Ninh cuối cùng cũng tỉnh dậy sau 3 tháng. Mạc Tử Khâm đã rất vui mừng khi thấy cô tỉnh, hai người rất hạnh phúc vào lúc này. Phim truyền hình do An Thi Ninh thủ vai chính trở thành quán quân chẳng mấy chốc đã đến giờ trao giải, An Thi Ninh trở thành nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, lúc này Phách Tinh làm MC, đã cố tình để Mỹ Nam số 1 và An Thi Ninh cùng tái hiện lại cảnh hôn trong bộ phim, cả hai đang thực hiện nó nhưng nó đã bị Phách Tinh biến thành scandal. Đêm nay An Thi Ninh cuối cùng cũng ở bên Mặc Tử Khâm, nhưng thời gian tốt đẹp luôn ngắn ngủi, sáng sớm ngày mai Mặc Tử Khâm nhận được nhiều tin nhắn giải trí, tiêu đề là phim giả tình thật với nam diễn viên chính và hình ảnh thân mật của đoàn làm phim và nam chính, nó không phải là sự thật nhưng nhìn vẻ mặt nghi ngờ của mạc tử khiêm làm cho an thi ninh rất buồn thời gian gửi qua từng ngày hôm nay có người nặc danh gửi email cho mạc tử khiêm bên trong là máy ghi âm nó kể về việc phách tinh thao túng dây bảo vệ an thi ninh ngoài ra còn có tin đồn ở đây sau đó anh mới nhận ra rằng mình đã thực sự hiểu an thi ninh vào thời điểm này tập đoàn an thị trải qua một cuộc khủng hoảng tài chính nghiêm trọng để không bị tập đoàn an thị lôi kéo bố mặc bảo mạc tử khâm ly hôn lần nữa và vào lúc này an thi ninh phát hiện ra mình có thai để khiến mạc tử khâm không, không bị mình làm tổn thương cô để lại giấy tờ ly hôn và một lá thư rồi bỏ đi, đợi mặc cảnh khiêm về nhà, An Thi Ninh đã đi mất từ lâu. Khi đọc lá thư mặc tử không vô cùng đau lòng, ngồi trên máy bay An Thi Ninh bật khóc, mặc cảnh thiến đuổi theo cô đến tận sân bay đã giải quyết nhiều hiểu lầm, cuối cùng cả hai cũng hạnh phúc bên nhau.